Tiếng sét giữa trời quang, Trương Thị Mai sắp ra đi, sự thật hay tin đồn? Sự ra đi của một loạt nhân vật quyền lực nhất thuộc tứ trụ của ban lãnh đạo Việt Nam gần đây đã bị đánh giá là một cơn địa chấn chính trị chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế, việc giới lãnh đạo chóp bu liên tiếp ra đi đã phản ánh sự leo thang đáng báo động về việc cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Sau Vương Đình Huệ rộ tin sẽ tới lượt bà Trương Thị Mai. Ngay sau khi ông Vương Đình Huệ ra đi, mạng xã hội lại loan tin đồn rằng sắp có vụ nổ cực lớn như Thưởng và Huệ sẽ diễn ra trong một ngày gần đây. Thêm vào đó, tin bà Trương Thị Mai từ chối làm Chủ tịch Quốc hội, nếu vẫn bị ép thì lâm đơn xin nghỉ. Điều này đã khiến cho công luận hết sức bất ngờ. Lâu nay, giới phân tích vẫn cho rằng bà Mai là một lãnh đạo sạch và không có dấu hiệu tham nhũng. Bà Mai trưởng thành từ một cán bộ của đoàn phái giống như Võ Văn Thưởng, ít liên quan đến vật chất và tiền bạc. Tuy nhiên, việc ông Thưởng bị kết tội nhận 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn cách đây 12 năm, thời còn làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi, đã đánh đổ lập luận vừa kể trên. Giáo sư Abuja từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ Washington có bài bình luận mới nhất về tựa đề "Cuộc chiến vào ngôi vị lãnh đạo Việt Nam nóng lên sau hàng loạt các vụ cách chức làm giảm số lượng đối thủ". Bài viết đánh giá về ba nhân sự có cơ hội trở thành tổng bí thư của nhiệm kỳ tới, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả Abuja đánh giá bà Mai là người có năng lực và kinh nghiệm. Theo đó, bà từng đứng thứ ba trong Bộ Chính trị sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm mới đây, và vị nữ lãnh đạo 66 tuổi này được cho là có năng lực và kinh nghiệm sâu rộng nhất trong số ba ứng viên của chức tổng bí thư. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm hiện nay là một người đầy quyền lực trong đảng vì ông nắm các hồ sơ các quan chức. Tuy nhiên, ông Abuja cũng tiết lộ một thông tin khá bất ngờ, đó là gia đình bà Mai có các cổ phần trong lĩnh vực y tế, nhưng cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được công bố công khai. Bất ngờ hơn, trong một bài bình luận mới nhất liên quan đến sự lộn xộn mất kiểm soát của chính trường Việt Nam khi đề cập đến cái gọi là cuộc oanh tạc đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh, đài BBC đã nhận xét rằng lửa từ chiếc lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng không ngừng lan rộng tới các tỉnh thành. Hàng loạt lãnh đạo cấp tỉnh, trong đó có nhiều người thuộc diện trung ương quản lý, đã bị xử lý theo những mức độ khác nhau. Nhẹ thì kỷ luật về mặt đảng, nặng thì khởi tố hình sự, bắt giam. Mới đây nhất, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đã bị khởi tố bắt giam do có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Tập đoàn này là nguyên nhân khiến ông Vương Đình Huệ cũng ra đi. Trước đó vào ngày 20 tháng 3 tại Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng bị khởi tố bắt giam về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án của tập đoàn Phúc Sơn. Tập đoàn đã khiến ông Võ Văn Thưởng phải chủ động xin từ chức. Giới thạo tin thì khẳng định nếu 1 đến 2 ngày nữa mà Lâm Đồng bắt thêm quan chức thì cũng không có gì lạ. Vào đầu năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về chống tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Mở rộng điều tra, C03 bắt giữ tiếp ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Trương Thị Mai và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn tin cũng cho biết tại C03, hai bị can Hiệp và Quận đã khai rằng bà Trương Thị Mai lấy cương vị là lãnh đạo cấp cao, nhiều lần thúc ép và đe dọa buộc họ phải hành động trái pháp luật để làm lợi cho ông Nguyễn Cao Chí và tiếp tay cho tập đoàn Đại Ninh. Facebook Hoàng Dũng từng khẳng định ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã từng bỏ tiền xây dựng tư gia cho bà Trương Thị Mai ở Sài Gòn. Cách đấy lâu đã có ý kiến cho rằng các nạn nhân kế tiếp trong cuộc chiến quyền lực sẽ là những người có khả năng tranh chấp chiếc ghế tổng bí thư như Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính và cả bà Trương Thị Mai. Tất cả những nhân vật này đều có những tin đồn về các bê bối nhận hối lộ, tham nhũng hay hủ hóa với phụ nữ. Còn bà Trương Thị Mai thì bị tin đồn cáo buộc được cấp dưới xây nhà bằng tiền tham nhũng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
tiếng sét giữa trời quang, Trương Thị Mai sắp ra đi, sự thật hay tin đồn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Khi thẩm phán nhận tiền để chạy án nhưng không xong, điều gì sẽ xảy ra? Chạy án là một tình trạng trở thành phổ biến tại Việt Nam và được coi là một lỗ hổng lớn trong ngành tư pháp. Đó là một trong lý do khiến tình trạng công lý luôn bị quan tòa bẻ cong, kẻ có tội trở thành không và ngược lại. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 3 tháng 5 đưa tin Phó Chánh án tòa huyện bị đâm trọng thương tại phòng làm việc. Bản tin cho biết nguồn tin riêng của báo Tuổi Trẻ online tại Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận cơ quan này đang điều tra vụ ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án Tòa Nhân dân huyện Cam Lộ, bị đâm trọng thương khi đang ở phòng làm việc. Phó Chánh án Tòa án huyện bị đâm trọng thương khi đang làm việc. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 5, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo có người tấn công cán bộ tòa án nên đã cử một tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Theo đó, khi đang ở phòng làm việc của mình, Phó Chánh án Tòa án huyện Cam Lộ, ông Nguyễn Văn Quý, đã bị một người đàn ông xông vào đâm trọng thương. Nhân chứng tại hiện trường xác nhận ông Quý bị đâm khi đang trong phòng làm việc của mình. Tờ báo Sức Khỏe và Đời Sống cũng cho biết thêm, ông Quý đang được điều trị tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với rất nhiều vết thương, có cả các vết thương sâu. Tuy nhiên, tình trạng ổn định. Trên mạng xã hội và các diễn đàn như Quảng Trị 24, Người Quảng Trị hay Tin Nóng Quảng Trị, đa số các ý kiến cho rằng khả năng cao ông Quý do lỡ nhận quà từ gia đình của bị cán nào đó nhưng không thực hiện được cam kết nên bị tính sổ. Đồng thời, nhiều ý kiến không đồng tình với hành vi sử dụng bạo lực nhưng cũng cho rằng phải xem xét nguyên nhân của hành vi trên. Việc không thủ vào được tận phòng làm việc của ông Quý không phải là chuyện dễ dàng, vì các trụ sở tòa án đều có bảo vệ, nếu không được xác nhận có quan hệ quen biết hay đã từng đến nhiều lần thì khó có thể vào được cơ quan này. Facebooker Lê Công Anh Tuấn tỏ ra biết rõ vụ việc đã tiết lộ. Không có cái gì là tự nhiên cả, do sự án không công bằng, cứ mấy thằng cậy quyền, cậy chức ép dân thì người ta chịu không được, phải dẫn đến vậy thôi. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cũng là một người hết sức bê bối khi cho, nhận và mua giao thớt từ chợ đem về để làm bằng chứng kết tội tử hình. Công luận cho rằng việc người nhà bị án dùng tiền để hối lộ cho các cán bộ trong ngành tư pháp và bảo vệ pháp luật để chạy án là điều hết sức phổ biến. Nhiều đại biểu Quốc hội từng đặt câu hỏi vấn đề tình trạng tiêu cực trong ngành tòa án, trong đó có nhiều cán bộ tòa án tham gia chạy án. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, từng thừa nhận rằng có một số không ít cán bộ công chức tòa án bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiêu cực nhận tiền của đương sự để giảm nhẹ tội. Và đó cũng là lý do vì sao số vụ án đưa ra xét xử thì ít, nhưng số bị cáo được hưởng án treo, phạt tù nhẹ chiếm rất cao, có nơi đến 45%. Thậm chí giới thạo tin cho rằng việc chạy án hiện nay đã trở thành một hệ thống có tổ chức với sự kết cấu giữa các cơ quan tư pháp sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Toàn bộ quá trình chạy án có sự thống nhất chung giữa công an, viện kiểm sát, tòa án. Bất kỳ bị án nào đều có tiền và nhờ được đường dây này là họ lo đến từ A đến Z. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến một thực trạng ở Việt Nam hiện nay, đó là bất cứ án gì ở mức độ nào, nếu có tiền là lo được hết, kể cả án tử hình cũng có thể. Đối với các vụ án lớn nghiêm trọng, nếu có một thế lực lớn đứng ra bảo kê thì không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Đó cũng là lý do khiến cho trùm xã hội đen Nam Cam đã từng tuyên bố rằng cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn kể chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu. Một người dân Hà Nội nói với tờ Thời báo.de rằng, nói thật, án gì cũng chạy được, án khó đến đâu miễn có nhiều tiền, nhờ chạy là xong. Từ án tử hình xuống chung thân còn chạy được, có gì đâu, chưa kể đến việc mua để thay người bị tử hình.
ở Việt Nam có những chuyện mà chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Ở Việt Nam hiện nay không chỉ có tình trạng cứ bắt là có tội, cứ ra tòa là có án, mà còn có chuyện có tiền để chạy án sẽ là thoát tội. Khi ấy, tội nặng sẽ thành tội nhẹ sẽ trở thành vô tội là chuyện ai cũng biết. Bây giờ chuyện chạy án đã là phổ biến, được người ta nhờ vả công khai. Ở Việt Nam không có công lý do không có một nền tư pháp độc lập và tam quyền phân lập. Một khi người dân đã không còn tin vào pháp luật thì việc bỏ tiền chạy án chính là cứu cánh của họ, nên chạy án vẫn còn tồn tại và phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin khi thẩm phán nhận tiền để chạy án nhưng làm không xong, điều gì sẽ xảy ra? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.